Hôm nay mình nấu bún mắm. Bữa nay mình phi tỏi với sả với củ hành các bạn. Rồi bây giờ thịt heo á, mình ướp sẵn gia vị rồi. Thịt heo mình ướp muối, đường, bột ngọt rồi á. Xào cái thịt lên cho nó thơm. Mình cho cái thịt nấu bún mắm đó các bạn. Gia vị nó bún mắm rồi. Bỏ cái cục gia vị nó biến mắm vô, mình xào cái thịt lên là thơm. Cục ngọt, cái muối, và bên đây mình chuẩn bị cái con cua gà heo các bạn. Đây là cái con mắm là mắm cá sặc mình đã nấu sẵn này, mình chế vô. Mình xào cho cái thịt nó thấm gia vị rồi các bạn, bây giờ mình cho nó vô trong cái xoong súp. Bây giờ mình xào tỏi với lựa hành với sả cho nó vàng vàng. Tiếp đến mình cho ốc bu các bạn. Cũng nêm chút xíu bột ngọt với chút xíu muối nha.
Bây giờ mình sẽ cho mực vô nha các bạn. Xào cho nó thấm gia vị. Mực mình đã thấm gia vị rồi các bạn. Bây giờ mình cho vô trong cái nồi nước lèo nha. Giờ mình cho cà tím. Mình cũng chuẩn bị tô bún rồi các bạn. Đó, giờ súp của mình xong rồi đây.